vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, Free Fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop đức thoại vlog.com ủng hộ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hai thằng em sinh đôi. Hôm nay mọi người đã nhìn thấy hôm nay mình sẽ xin phép được làm một clip này để tặng hai thằng em mình. Mọi người nhìn cái gì chưa? Như các video trước từ lâu lắm rồi, mình cũng có nói chuyện qua mọi người là mình có một con lợn là mình để từ khi mình về Việt Nam đến giờ. Hôm nay mình thấy là ngày đặc biệt để mình mang con lợn này ra để đập phá. Và hôm nay mình muốn chia với hai thằng em mình. Thứ nhất là để cảm ơn nó là từ ngày mình làm YouTube đến giờ ấy, là có hai đứa em nó kéo kênh rồi là nó giúp đỡ mình rất nhiệt tình. Thứ hai là đúng lần này là hoàn cảnh của chúng nó cũng là khó khăn. Từ ngày nó mất 100 triệu đến giờ thì cuộc sống của chúng nó cũng vẫn đôi chút khó khăn. Bây giờ đến hai cái điện thoại cũng thế. Bây giờ một thằng thì dùng con iPhone 5S, một thằng thì dùng 6 Plus. Mà các bạn biết đấy, mình làm cái nghề này mà không có điện thoại không thể làm được. Thì điện thoại của mình dùng để quay rồi là để làm video các kiểu nhiều lắm. Mà hai cái điện thoại của chúng nói thẳng ra là lớn như bình thường mình dùng đúng sao, nhưng mà với chúng mình làm YouTube thì cái đời nó thấp quá rồi không thể làm được. Bây giờ máy nó đơ nó chậm không làm được. Đúng rồi. Mà mình không có tiền nhưng cũng phải cố gắng mua thằng mới. Mà chúng nó thì lần này cũng không có tiền. Mình thì cũng chẳng phải là nhiều tiền gì cả, nhưng mà mình có con lợn này là mình tiết kiệm từ hơn một năm nay rồi. Hôm nay mình nghĩ là mình nên đặt con lợn này ra và mình muốn tạo cho hai người bất ngờ. Mình sẽ anh em liệu có đủ không? Anh không biết tí của ra đấy mà. Là mình sẽ mua tặng hai em nó với cả một cái điện thoại. Mình cũng có đặt trước các bạn mình rồi. Ở ngoài thị trấn là mình có lấy hai cái điện thoại iPhone X Max. Và mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình sẽ đặt ra để xem được bao nhiêu tiền rồi mình sẽ ra mình triển khai. Và mình sẽ cũng sẽ không nói chuyện với chúng nó, vì mình biết là nếu như bây giờ mình nói trước chúng nó là mình có mua điện thoại tặng chúng nó, chắc chắn chúng nó sẽ không nhận. Mình sẽ cho chúng nó một bất ngờ là mình sẽ gọi chúng nó đi ra ngoài thị trấn và dẫn chúng nó đi xem điện thoại luôn. Còn bây giờ mọi người cùng xem mình phá cái lợn nhé. Cũng tiếc lắm, hơn một năm nay rồi, nhưng mà khi bây giờ phải triển khai luôn tại đây luôn. Ui. Chắc phải mấy chục ấy. Mọi người xem, mọi người có tiền giá nhiều ấy. Từ lúc về Việt Nam rồi tiết kiệm hơi nhiều ấy. Từ ngày mình về Việt Nam rồi mình tính là mỗi tháng mình sẽ tiết kiệm một chút tiền để mình để dành sau này có việc gì mình dùng. Mình nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để mình dùng số tiền này. 1 triệu, 6 triệu. Nhiều quá mọi người. Không phải tích nhiều hay luôn. 8 triệu. Xếp gọn vào đấy nhỉ? Xếp gọn vào đấy. Chỗ này là 20 triệu mọi người. 20 triệu này. Triệu 36 triệu 36 triệu
36.550.000 một lần. 36.550.000. Bây giờ mình sẽ nhấn máy điện thoại, gọi điện cho hai thằng nó rủ cho hai thằng nó đi ra thị trấn chơi, và mình sẽ trở thẳng luôn đến quán điện thoại của bạn mình. Mình đã đặt trước hai con điện thoại ấy rồi. Mình có hai điện thoại mà, nhưng mà đấy mọi người ạ, mình đang đợi hai cái con hàng nó ra. Con hàng cái đâu về? Chào anh. Xe đi. Thì chơi không? Đi đâu? Chơi quay gì ấy? Lại chôn à? Thì không có thì đi đâu? Spa mới cả đi spa. Em đi đây kìa. Nè, nhìn này. Còn gì đâu mà đi. Còn gì đâu hơn chữ đắt được mất 100 triệu. Anh có bảo anh với mày ấy đâu, nhưng mày nói chung là hôm nay anh sẽ lo hết mùa này thì ai đó chứ. Mày chỉ cần đi chơi với anh thôi. Em giả định. Chôn thì móc ra luôn đi rồi. Thằng kia quay kia nhìn là biết rồi. Thằng này anh mới làm thôi này. Thế quay gì? Hả? Quay gì? Nó quay để làm kỷ niệm thôi. Tao đến nghìn nghi rồi đó. Anh ấy móc tiền ra cho tin thật anh. Đi chơi không? Đi chơi gì? Anh quay video đời sống thôi. Ờ, tình hình năm anh mới mổ con lợn. Thế thế nào là video đời sống? Mổ con lợn từ ngày anh đi nước ngoài về đấy. Tiền quay á? Ờ. Giả vờ lại lấy tiền của bố ấy, của ai lại chôn em đi, hay là em lấy giả vờ, hay là anh lấy hung thủ lấy 100 triệu em đi. Anh nhìn anh đẹp trai này đi. Ờ nên nên yêu chưa phải cần nhiều tiền này. Thì đã bảo đi, hôm nay anh con lợn anh nó hơn một năm nay rồi, nó lặng quá, hôm nay anh nhét vào không nhét được nữa rồi, nên là anh phải phá. Dù hai chị em vui nhất đi chơi, đập phá đi không? Đi, nếu mà anh bao thì đi, còn nếu em bao anh bao hết từ A đến Z, không phải suy nghĩ nhiều. Thế thì đi, chứ gì lại nhìn đi đâu? Đi. Ờ, thế đi. Thằng quay cái đi. Thằng kia lên đây. Người biển. À, quay cảnh ăn chơi đập phá. Ờ. Được. Được. Nghèo, nghèo thì đâu mà giàu thì mấy em ạ. Đấy. Mời đi em. Nhìn cái ô tô cái là choáng ngay. Rồi sau này mày sẽ có phải lỗ à? Tại chị em. Sao lại dắt em vào đây? Anh phải, anh phải đi chơi dắt em vào làm gì? Này định em còn mỗi con iPhone 5 anh định cắm nước với em á? À? Hả? Sao mày em phải như thế nhỉ? Cái bạn này em phải có tiền. Em hiểu không? Ừ. Em chỉ cần ghi vào và review, còn mọi thứ cứ để anh lo. Em hiểu không? Nhưng mà ý vào đây làm gì cũng được. À, hay là mới nhận quảng cáo à? Thế vào luôn, anh phải có tiền là làm hết. Quảng cáo, quảng cáo. lấy tiền để làm một cái video là chiên với hai thằng em là trong thời gian qua là
Facebook, à mình làm YouTube ấy. Hai thằng em nó kéo kênh với bảo nói mình rất là nhiệt tình. Nói chung là anh em nhau cũng tính toán tiền tiền bạc mọi người đó. Vì thời gian này là nó cũng vừa mất tiền đấy. Nên là cũng hoàn cảnh nó cũng gọi là khó khăn. Mình bây giờ mình có tiền mình không dùng đến là mình sẽ mua tặng hai em nó mỗi thằng cái. Đấy, để cho nó bằng bạn bằng bè chứ ai đồ đi ra ngoài thì ta ai cũng ít mắc với cả 11 này bây giờ nhìn này. Nói một mình không mở em thi rồi. Vì anh làm nào anh có thể anh xìa tiền là anh giả chỗ này thì em làm hóa đơn như cái đây hai con này của anh là bao nhiêu nhỉ? Như hôm qua anh em trao đổi đấy. Đúng. Thì là hai con này là chỗ quyết thì cũng đặt đây thì cũng lấy giá nói chung là giá nhập như nào anh lấy như thế thôi. Thì là hai con là anh lấy 32 triệu. 32 triệu. Mỗi con là 16 triệu. Rồi. Xong. Là máy là còn bảo hành đến tháng 9. Nó còn bảo hành đến 2020. Sạc có 2-3 lần thôi. Pin vẫn nguyên 100%. Thế hả? À. Rồi. Thế giá tiền em ấy giá cần là nói chung là các bạn là đây là em nói chung là cũng là bạn cũng là em ở cùng làm với mình. Đó thì nó cũng mới mở ra nên là mình ra cùng cũng ủng hộ nó luôn. Vì mua ở chỗ anh em tin tưởng nhau thì nói chung là không phải suy nghĩ vấn đề là máy móc thế này thế kia. Thì nếu mà anh em nào có thích điện thoại luôn thì qua đây mình cũng review luôn cho nó đấy, quảng cáo luôn cho nó. Địa chỉ quán nằm đâu? Địa chỉ quán ở thị trấn Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương nhá. Đấy. Chủ yếu là nói chung là để thị trấn Phủ rất nhiều quán điện thoại. Nói chung là mọi người cứ nhớ quán nào tên là Mr. Táo. Đó. Mr. Táo nhá. Cái biển quán của mình quay cho anh em nhìn thấy Mr. Táo rồi. Đấy. Đấy, đừng đi xa quá em ạ, không là mọi người tưởng là anh review lại về quán điện thoại. Đấy, thực chất nó mới ra là mua hai cái điện thoại cho hai thằng em để nó mình bây giờ mình là người có tiền mà. Hai con đều màu trắng mọi người ạ. Ôi mọi người ơi, con nợ của tôi giờ nó hao lắm rồi, bằng trước đây rồi. Người ta chỗ này đủ tiêu Tết. Mình không có nhiều cần thế này đâu. Mình cắm thế này em. Cắm một ít tiền mình rồi, bây giờ anh cứ định mua chính mắt. Có nói chung là tấm lòng của anh thì mình cũng xin nhận. Nói chung là chỗ anh em mình sống tình cảm là chính bao giờ. Đừng có nói chuyện tiền bạc ra thì nó mệt lắm. Thế thôi. Bây giờ mình có thì mình không dùng thì mình mua mình tặng em thôi. Sau này nó có nó lại tặng ai mình thì sao? Sau này nó ra iPhone 12 thì sao? Yeah. Được. Nói chung là tiền cũng sang tay người, cứ cầm về cho dù chôn đi thật, cứ cầm về. Như là chỗ đâu anh chị? Tất cả vấn đề là không rồi, cứ chôn. Không cần biết là chôn đi thật đúng không? Đấy, anh cứ đến vào thanh toán nhá. Rồi, hẹn. Một mọi người. Đây là quán của bạn anh, nhưng mà này là có nhu cầu cứ đến mua điện thoại cửa thiệu chôn của anh, một bạn của bạn của anh mình nhé mọi người. Đây phải là do anh quảng cáo gì đâu, phải nhận từ quảng cáo được hai này đâu, vì mình quảng cáo được anh phone hâm đâu quá.